Hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Kiệt nha mọi người. Hello mọi người trở lại với kênh YouTube của Kiệt. Bữa nay mình đang trên sân banh của Hồng Phú nha mọi người. Bữa nay mình chuẩn bị chơi một trò chơi. Thằng Duy nó dám, nó nói là nó đá banh hay, bữa nay nó dám thách thức tôi là đá penalty. Ủa? Bữa nay cấp kèo bồn sao? Bốn chai nước không? Thôi bây giờ ai thua cổng đi vòng sân đi. Thôi cổng nổi. Chơi vậy chơi mày có mình khỏe. Nhặt ai thua cổng đi vòng sân. Đây chơi xe hát hạp bốn chai nước đi. Cái gì? Bốn chai nước quá đơn giản, kèo đó không có ảnh hưởng gì sức khỏe hết. Đá bên ti lấy cái này không nổi. Chứ sao? Chơi vậy mới khó. Cái kia kìa. Thôi có cái này không à. Có cái này không à. Săn phú bên này không à. Kìa. Ờ, không bên lớn, bên nhỏ mà. 2030 chứ có bánh chứ số 4 đâu. Rồi được rồi. Rồi mọi người bữa nay coi nè. Thằng Duy nó thách thức nó là số 1 siêu cấp VIP Pro của Tiền Giang. Mưa tới luôn rồi. Không sao, mấy cơn mưa này đối với cầu thủ chuyên nghiệp như tôi không có hàm gì hết. Cầu thủ đi giúp lào. Cầu thủ mang giúp lào. Ý. Ta sân mới mà không mệt gì. Ok mọi người, giờ hết mưa rồi nè, ra chiến thôi mọi người ơi. Vô. Bây giờ có 2 người 4 người mình đá penalty đi. Hay sao? Bạn với ai? Bạn với ai? Bạn với Phú thôi, Ngọc đúng không? Trời ơi, vậy rồi đá penalty đâu biểu diễn dài đường rồi. Biểu diễn dài đường. Đâu cái góc cha đâu? Sao banh này nó không tưng kìa? Ừ, banh 2030 đâu tưng. Trời ơi, đá không nổi nữa rồi, tưng cái gì? Đá đau giò chú mẹ. Ừ. Ê Phú ơi. Mày chụp tôi tấm hình ấy nha. Ừ. Nào biểu diễn rồi. Trời ơi trời. Trời ơi trời, vô rủ đá bên ti. Đứng chụp đá lần đá coi nè. Nè, có con cốt tôi đá nè. Cốt đá có vậy. Đó, chụp đi. Gà đó thấy không? Thấy chưa? Vậy rồi chụp ra Phú ơi. Rồi bây giờ giờ cho bạn chọn á. Bạn chọn ai? Chọn ai tú bạn là chắc là nghịch rồi. Thì giờ còn Phú với Ngọc. Phú với Ngọc. Tú là sao? Ừ, giờ bạn chọn ai? Cho bạn chọn luôn. Nó, ghê chưa? Tao muốn đá cái không. Không. Đá cho coi luôn Phú. Giờ mình cho thằng Duy chọn ra chọn bầu luôn. Đá cái bên này không nổi, cái bên này nặng chết mẹ. Đá cái gò. Chọn Phú không? Ừ. Rồi, vậy tôi với thằng Lộc. Bây giờ mỗi người đá 3 trái. Còn thủ môn là tùy chọn, muốn chọn ai thủ môn thì chọn. Đá chấm này luôn hả? Ờ, đá chấm này. Đó. Giờ sao? Ok ha. À? Một người thì hai người mà là đá 6 trái. Mà một đội chọn là một thủ môn. Rồi tùy. Rồi giờ bên nào đá trước? Vậy? Hai bên nào đá trước? Nào đó không được. Rồi bây giờ kèo cổng hết, chạy vòng hết sòng sân. Cổng nhảy sao chơi. Không, giờ chơi kèo này thua đó. Thua bạn đi bộ hết sân. Đi bộ mà đi bộ ngồi. Bảy vậy? Giờ vậy mới chơi, mới có cái tập thể dục. Nói chung mình chơi vậy nha, chơi tập thể dục luôn. Nhà cổng đi ngồi rồi tùy cũng chọn nào chọn. Rồi thằng Phú không cổng Lộc thì đi ngồi hết sân, đi ngồi là vậy nè. Không, tao muốn cổng, tao muốn được cổng. Rồi chơi không đã mày ăn sao mày tính đừng thua không vậy, chơi mà sợ thua đó nó sao. Rồi nè giờ bên nào giờ bên nào đá trước nè. Bên nào đó trước? Yeah. Phải chia đặt tên đội chứ. Đội bên ta là đội áo á. Bên mày đội quần ấy. Ừ, bên ta đội quần. Bên mình đội. Bên mình đội quần, còn đội gì đội áo. Đội quần với đội áo. Đội quần, đội giải gì đâu Cốt. Rồi giờ đá chưa? Đá. Để tôi chọn cho Cốt rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đá không? Mày bây giờ thiệt, giờ đá thử không? Đá thử. Rồi giờ bên nào chụp nè, bên nào đá trước, ai đá trước? Rồi bên này đá trước không? Rồi thì bà quay Cốt rồi chụp cho Cốt. Đây tôi quay Nghiên Cốt. Rồi đá bài đá trước rồi. Mình là đội quần, nó đội áo, đội quần cho nó giải cho mọi người. Ai đá trước?
trái đầu tiên nha, một người đá ba trái. Ai đá không có người đâu, đá người thôi. Dạ ta làm mà đúng tất cả. Vô. Yeah. Một trái. Một đôi. Một trái. Một không. Giữa góc rồi coi. Một vô không? Ai đứng chụp đứng ngay vạch nha. Trái đâu? Hai trái vô không trái. Chớp rồi, chuẩn bị thổng đi hết sân nè. Trái thứ ba cho mọi người. Ba vô không? Cái gì vô đây? Cái gì vô đây? Ngon nè. Rồi. Vô không? Đá nhẹ nha. Đá chân trái nè. Thôi đá chân thuận đi. Trời ơi trời. Bốn trái vô không. Trời ơi. Năm trái vô không trái. Nhìn ra mà cười. Cái này giờ không chụp ba luôn quá. Không chơi một cái nào. Sao này đá giữa luôn ta. Rồi giờ tới đội mình. Đưa Phú bay đi. Lọc lọc. Rồi bây giờ tới đội Kiệt nha mọi người. Đậu quần vô đá đôi áo chụp. Đá trước cốt. Nhẹ nha bạn. Giờ lọc đá vô ăn luôn lọc. Đá nhẹ nha bạn. Đá sao mà đá. Đá bình tiên mà. Đá vô lụm. Đá vô lụm luôn nè. Trời ơi cao quá, cao quá. Trời cốt tôi đá luôn, nay chứ cốt tôi diệt luôn, khỏi đá luôn. Tôi chỉ chụp thôi, vô được tiếng ạ. Quất. Bỏ vậy mà em đội cắp kèo. Cắp kèo chứ đội con với Ngọc. Trời ơi, sao Ngọc có Ngọc ta. Sân lớn quen rồi. Đá sân lớn quen rồi, vô sân sao? Sao nãy đá vô dữ lắm hả? Vô nè, có đá dữ lắm. Lâu nè, thấy đôi đá không? Tét quần cốt. Trời ơi đá lên trời không vậy? Đá sừng lớn quen. Nè mọi người một trái ăn ngay nha. Một trái ăn ngay. Nghe không? Cái này mình chỉ cần đá sữa thôi à. Bóp chút đá sữa nha. Benica. Hay quá. Lộng. Nè luôn đầu rất thiệt tình nha. Trời cơ hội tôi ăn đứt quề đó có đâu. Cái đó là chỉ đá chơi thôi. Nè ơi. Đá bạc phi chứ. Ăn rồi hả? Ở đâu mà một bạc phi ba hiệp. Hiệp hả? Rồi chơi luôn, cho các bạn chụp luôn. Gỡ chứ, phải cho gỡ chứ. Cái bên đây đá. Bỏ vậy mẹ bắt đầu chơi chứ. Được chưa? Ê, tính làm Vũ Văn Thanh hả? Ủa, được trọng hả? Đâu không nha. Ơi mạnh quá. Hồi chết thì cố quá, cái này chắc nó gỡ quá. Nói gì vậy? Rồi xong rồi cố ơi. Đá ba trái như thế nào á? Đá đỉnh dưới là đá trên đó. Dưới là đá khổng. Ôi. Chết rồi, gỡ quá. Điểm số bây giờ là 4 vô không. Rồi giống nãy nó đá trước giống mình ta. Cái này là mình nếu mình đá phải chỉ móng luôn rồi. Ê, 5 vô bỏ. Giống phải, giống cái của Công Phượng vừa rồi không? 5 vô học. Rút cốt ơi. Vô là cốt. Để bắt rớn giống rùa bên tường cắt lót mới đá gì vài trời nổi. Bậy vẫn xa đó, đá bổng nó bậy á. Trời ơi, mấy lưng cũng được. Hết rồi. Tới cái đội đó. Ra quay đi cho vào đó đá. Bạn chụp, có chụp hay tôi chụp? Chụp đây. Tin tưởng thủ môn đội nhà. Tin tưởng thủ môn đội nhà mọi người ơi. Thủ môn đội quần. 6 vô 1 nha. Trăng quần đầu ha. Sao? Vô 1. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Cần rồi đó, nó nãy thả, con đá đâu quá.
đây thì vô được. Trời đất này nó. Ê, ba đó muốn là về là cơ hội là ngon lắm ha. Sáng trời phú ơi. Trời ngã mà không à. Trời ơi. Trời cái gì mà ừ cho đỡ vậy mà. 4 vô 1. 5 vô 1. Đốc rồi coi. Rồi rồi rồi. Rồi. Có cam nha, có cam nha, có công nghệ va nha. Thẻ đỏ à. Vô. Nè ha, quê con ơi. Kỹ ta. Ê, cái này là chung kết, nếu mà bạn bạn thua anh thua luôn, còn mang ăn là quê. Mà tính lụm cho banh cái. Tôi rồi. Tôi rồi. To ăn rồi. Đã yêu quá. Ăn ngày nói rồi mà. Bây giờ tới đội bình nè mà ăn đằng này là ăn luôn nha, còn bên bển ăn là quê. Mày đang nghĩ không? Bánh nhẹ dữ ta. Nói chung bóng này là mình để em ăn dài cho mình xỉ móng á, còn đá trên không nó không mạnh. Không có lực. Trời ơi trời. Má nó sút kìa. Má sút ghê. Ăn ngay rồi. Gì nữa? À! Cái đá sữa của nó mà, rất là cố ơi. Con ơi. Đá sáu trái không vô tới nào luôn. Con trái. Đá gì sáu trái không vô tới nào đó. Đây, tôi tin tưởng bầu tôi. Bầu tôi đá rùa đá rắn cũng vô à. Đó, rùa rắn đại. Vô. Ôi. Nhẹ quá cốt. Nói chung là bóng này phải đá mang dài mọi người, xỉ móng nào mới được, còn mang chân không nó đá rất là nặng. Trời ơi, con tôi đá hay kìa. Rồi 5 vô 1 nha. Chạy hả nhái. Trời cao quá. Này góc dừa, này góc đó. Này góc dừa. Chụp đi có ơi, tôi chưa chụp hết nổi rồi. Đau tay quá. Ráng đỡ ra nha. Thấp người xuống Lộc. Ừ, thấp người xuống, thấp người xuống. Ừ. Thấp người. Đúng không? Đó ai xém đi đội tuyển quốc gia nó vậy. Thấp người xuống nha Lộc. Rồi. Trời ơi. Cái thằng đổ quần này thiệt. Rồi xong. Đá vô con trái nữa là bên đây thua luôn. Đó, cái này lâu phút đá vô là bên đây thua. Vô. Chưa nha. Rồi, ba trái này đảo được là quê có ơi. Là mình ăn á cốt. Đảo ra ba trái là mình ăn. Vô. Rồi xong. Rồi. Rồi giờ đá chung kết không? Là quê đó, nãy là quê. Bảy bảy ăn luôn đó. Rồi giờ đá hiệp cuối rồi sao? Hiệp cuối rồi giờ. Một này là ăn thôi vậy là. Bảy là một người đá ba trái nữa. Một người đá ba trái nữa là hiệp này là hiệp cuối á. Rồi quay đi. Đứng đây nè quay Phú. Quay đứng đây nè thấy nè, đứng thấy nè nó. Có người đá không? Ừ. Hết rồi, nó ăn rồi. Nó đá vô hai trái rồi nãy mình vô đá vô con trái mà. Dẫn đầu đây, set này set cuối cùng nha. Ai thua là à, một người đá luôn không? Ba hai người đá đi chân cổ rồi set cuối hiểu không? Bên nào ăn luôn. Ê, đứng xuống vạch nè mà. Đứng nghe. Lỗi nha, không ba lên vạch à, ta chưa đá ba lên vạch làm gì? Nhẹ à. Một một. Đá phòng giò luôn, không có dài phòng giò luôn á. Trơn à. 2-2 2-2 chứ. Đá mạnh quá mà. Mạnh quá thật. Anh em cặc. Sao mà đá được. Anh em cặc gì nữa. Ba đi qua. Đá cốt. Nó che mặt không mà không. Đá 6-6 luôn nè. Ơi. Ủa sao cái góc này bắn hoài ta? Đừng có đá xạ, đừng có đá xét xuống đá trên hiểu không? Đá giữa trái lên á, đừng đá giữa trái xuống lại lên trời. Đá phê chưa được không? Canh đá giữa trái á, nó đá cái băm ở chỗ này nè. Nó nằm dưới nè, nó số 30 á. Cố lên cốc. Thấy không? Là đá nó nằm tầm đó. Còn đá dưới ở lên trời. Rồi. Cái lỗ tay luôn. Rồi. Rồi lỗ tay rồi, thôi nhảy đi. Lỗ
cái cầu hổ không? Đỡ cái môn không? Thôi. Cái đá nhẹ hèo à, chưa hết lực, cú đá hết lực quá không? Đá ngay cái tâm giữa là lộng mà. Đó. Trời ơi. Rồi, đổi đổi bồ. Bồ mình vô ba trái nha mọi người. Ba trái cũng thua vậy, bồ ba trái là ăn hả? Đánh đứa bố. Đánh ba thằng chết này. Cầu gì giống trâu kinh trì quá. Kéo quần cầu thủ, kéo quần. Anh lên. Vô. Vô, vô. Ba bảy à, đấy thấy rồi, thấy ra đó. Ê, đồng hồ chưa nhả nha. Đồng hồ chưa có giật à. Đồng hồ giật mới tính à. Có công nghệ hết nha. Rồi. Cái này nữa thấy thua, thua tới cái này ra ngoài là từ thua tới quê rồi, đâu có đường ăn. Cái gì? Thôi thả cho bố vô con trái, nãy giờ chưa có vô trái nào, tội lại. Trời ơi, chưa thả ra gì. Rồi, từ thua tới quê. Mình cái kèo mình là ăn quá thì ăn rồi. Hết đường khoảng. Ủa kêu vậy mẹ. Mẹ đóng cửa thả cho. Thả đó, cái đó là thả đó, không nè, chụp á. Đứng không á, gần con người nè, chụp nè bay. Thả cái này luôn, có sao mới quyết định được. Ờ. Cái này mà chụp đúng cũng đâu còn gì nữa. Chết ơi. Rồi, cái này quyết định nè. Có một bao đẳng cấp nè. Vô là mình ăn, còn không vô là nó thua hơn. Vậy à. Vô là quê. Quê á. Kẹt ơi. Trời ơi. Quê nữa rồi sao? Dạ, giờ chỉ ra một thằng đá à. Một thằng đá phải không? Dạ, tôi bạn nè. Rồi. Hai đội trưởng. Đội trưởng phải không? Để cho thằng Di nó muốn giải quyết mình, để mình nó muốn giải quyết tôi hôm nay rồi. Là tôi để giải quyết nó luôn. Mấy cái? Ba trái. Thôi một cái ăn thua đi. Hai trái. Ba trái. Một người hai trái. Ba trái. Rồi. Một cái ăn thua. Ôi, quá. Rồi. Đưa cái thằng thủ môn lông vịt. Có này nãy nãy tại biến sập á, đứng 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 luôn à. Một. Hai vô một. Có nét rồi nè. Con, ừ, con này. Nè con. Trời ơi, tại cũng. Mấy con. Mấy con. Sao? Sao? Dùng trái là què á, hai trái lượm á. Đỡ cái đầu khỏe à. Đỡ đi kìa. 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 Ai chơi khỏi phải không? Không lẽ giờ đá vô trái nhảy chân sáo chơi chứ. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Ăn cái gì á? Ăn cái gì? Chớp cái gì? Chớp. Ừ. Ê, vậy tới tao với phụ. Ừ. Tới phụ gì đâu. Thấy rồi, trận đấu này không rồi kết mọi người ơi. Trời ơi. Trận đấu này quá dài rồi. Bây giờ anh em mình bắt tay đi. Mình giải quyết thắng thua trong cái hiệp này luôn mọi người. Rồi chưa? Mình láo thiệt hả? Một trái, một trái. Trái thứ hai nha mọi người. Đem vào sẵn đi. Đá đừng có đá sát dưới lọc, đá đừng có ghiềm xuống. Đá giữa trái á. Sao đá phần đội tuyển quen. Chân quen cái tốc độ vậy nó quen không? Sợ quá trời hay con heo. Rồi ba vô một cũng ăn Phú nữa. Phú đóng đá vô thế nào đó. Đây. Buộc ăn hả? Hai vậy. Hai vậy. Trong ngày qua phạt nha. Tự nhiên có chấm này chị đi thấy. Đâu phải sân cỏ thiệt đâu mà đặt quỳ giặt cỏ nữa. Sút. Ừ. Đấy, giữa không bố. Nhà nó cầm à. Thấp. Rồi. Thủ thành lăng quăng. Rồi. Xe. Yeah. Đá cái này nó mình lụm nè cố ơi. Tuấn Anh con lăng quăng à, trời ơi quê đó. Trời
đây thôi. Giờ đá sao giờ sao trời trời. Bây giờ người đá trái à? Hai người đá trái. Rồi muốn hai trai muốn chụp. Đó, giờ người đá trái. Nãy giờ cái câu chuyện này không hồi kết, chưa có phân thua thắng bại. Làm nét kỳ vậy. Trời ơi. Rồi kìa nè. Tới tôi, một người đá một trái thôi, thắng bại luôn. Bác cái con tài quên mày 8 mũi nè. Anh em á, anh em. Nè, con giòn hết được vô cái cú đá rồi nè. Báo cái trước nha. Ok không? Anh em á không? Vui như còn. Không. Không cái gì? Để tao quay cho đi một vòng một lần đi. Đi một vòng rồi. Rồi. Đá nữa, để coi có đá vô không. Đàng hoàng, nào đá đó. Ôi, đàng hoàng. Ra đồ ăn, tao muốn làm, tao làm. Bắt lộn bồ rồi, thông cảm mọi người ơi. Sai quá. À, vậy không sao luôn mà. Thấy chưa? Giờ chọn cái cách nào cốt sao giờ cổng ha, đi bộ không? Dạ đi bộ cho từ đó tới đó thôi anh em. Đi bộ, đi bộ đi rồi đây. Đây đi bộ ngồi á, ngồi xuống vậy. Đây ngồi xuống tôi này, giống tôi nè. Chơi công bằng, ngồi xuống cho đi từ đây tới đó, khỏi hết vòng sau. Con cò bay là giống hai con hằng làng con đè nhau cắn nhau đứt đùi. Cha còn xa dữ ta. Trời ơi đây ơi. Ê, cộng ơi mình có nên giải quyết tụi nó bằng bốn chai nước không? Cũng đổ mồ hôi lắm rồi. Kèo này múc gạo giờ mệt quá rồi. Đi con rùa cái này thua tôi không phục mọi người ơi. Không phục gì? Không phục, không phục. Trời ơi, thua là gì? Lẹ đi đâu nhỏ xíu chạy bạn uống cái bạn vô đây. Sân của Hàng Phú rác tôi quá. Tôi nói lúc mới đầu bắt đầu clip là đá là tôi nói là tôi là cầu thủ xuất sắc. Lẹ Phúc ơi. Trời ơi trời. Bỏ hai đầu gối đó chú bộ. Vậy mà đầu đi hết vòng sân là sao? Này khiêng nó đi vòng sân. Đâu, giờ gặp thấy dục thôi mà. Ngày nào cũng không làm vậy. Ngày nào cũng đập. Trời ơi. Ba đồ quỷ này. Kiệt nó xong rồi kìa. Ba đồ quỷ. Ê. Cắt nó lại giống tôi mới được. Lùi lại. Về lại. Cái đồ quỷ này ngày nào ra không cặp đâu. Đúng không? Nhau cỏ rồi. Trời. Trời ơi trời, sạc hai cái hén luôn rồi. Ê. Ok, nói chung là bữa nay tôi thua, tôi chấp nhận thua, nhưng mà tôi không phục. Bữa sát tôi sẽ đấu lại cho mọi người. Thua là thua chứ không phục là không phục, không làm phục. Sao? Hẹn mọi người gặp lại clip sau. Tôi sẽ trả thù. Ok không Cốt? Ok.